Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2023, thì em làm cái video này để giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đầu AMD giải mã 24 bit full thùng xốp của Sony, với mã model là Sony MDS-JB920. Để vào phần chi tiết video ngày hôm nay thì em vẫn làm cái chương trình đoán hai số cuối của cái tờ tiền 5.000, thì phần quà nó là một chiếc USB 64 GB. Và các bác sẽ bình luận cho em hai số cuối của tờ tiền 5.000 vào video này. Thứ hai, cho em xin nút like video. Và thứ ba, nếu các bác chưa đăng ký kênh thì cho em xin nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo, để vào lúc 11 giờ tất cả các ngày trong tuần bên em sẽ lên sóng những cái sản phẩm giải mã DAC. Và hôm nay thì em cũng xin giới thiệu đến các bác một chiếc đầu AMD giải mã full thùng xốp cực kỳ hiếm nhé. Cái con full thùng này nó cực kỳ rất hiếm về các bác nhé. Máy màu vàng gold đẹp như mới ạ. Máy và thùng là trùng series. Đấy, em sẽ quay chi tiết này. Rất chi là đẹp ạ. Đây các bác nhá, rất đẹp nhá. Và đằng sau con này thì nó có hai cổng quang vào này. Quang số 1 và quang số 2, và một đường đồng trục. Đường ra thì có một đường quang ra, một đường đồng trục ra, và AV ra mini và một đường AV vào. Và con này nó có cái thông số kỹ thuật như sau: điện 100V 16W 50/60Hz và được lắp ráp tại Malaysia, và số series của nó là 220-5571. Đây thì số series đây các bác nhé, 220-5571. Đấy, máy và thùng là trùng series ạ. Đấy. Và dây nguồn con này cũng là dây nguồn Zini theo máy, được sản xuất vào năm 1998. Đấy, cực kỳ mới nhá. Và năm nay năm 2023 thì đã 20 25 năm rồi. Thì phụ kiện của nó gồm có thùng và xốp và một cuốn sách hướng dẫn và một chiếc điều khiển xịn. Đấy là máy nguyên thùng đấy ạ. Và đấy thì nó máy nó về nó chỉ có thùng này, xốp này và sách và khiển. Đấy là tất cả những phụ kiện đều là phụ kiện xịn các bác nhé. Nắp lưng của nó rất chi là đẹp nha. Ốc inox này, ốc zin đi theo máy luôn. Tất cả hàng bên em thì các bác cứ yên tâm, 100% hàng về là zin nguyên bản. Đấy, rất chi là đẹp. Thùng của nó thì cũng vuông vắn này, nên là không bị móp méo đâu. Thùng vì là hàng bên em là hàng đi máy bay chứ không phải là hàng đi tàu biển, thế nên là không bị cái lượng nó hàng nó đè lên nhau, nó chồng lên nhau, nó không bị bẹp hay bị rúm gì cả. Đấy, rất chi là đẹp. Và bây giờ thì em sẽ mở cái lắp lưng này ra và em sẽ quay cho các bác xem luôn cái ruột gan bên trong của con JB920. Vâng, em cũng đã mở cái lắp lưng được ra, và cái nguồn của con JB920 là nguồn R-Core các bác nhé. Đấy, tất cả máy móc bên trong zin này. Và con JB920 này thì nó chạy hai con DC giải mã là CXA8042AS. Hai con DC 80 8042S này nó nằm trong con GIA cao cấp là GIA 22S. Đấy. Thì cái chất âm của con JB920 này nó mang cái âm hưởng âm sắc của con GIA 22, và con GIA 22 giá nó cũng cực kỳ đắt, con GIA 22 giá nó tầm cũng hơn 9 triệu. Đấy. Nhưng con này giá bên em thì nó cực kỳ tốt. 6 triệu rưỡi các bác nhé. Đấy, có 6 triệu rưỡi thôi. Máy móc đây đẹp như mới ạ. Con này thì nó một con giải mã 24 bit và không cần đĩa mồi, và ổ MD của nó là sử dụng mắt KMS260A, mắt phổ thông dễ thay thế và thu phát ghi xóa cực kỳ tốt các bác nhé. Rất chi là đẹp ạ. Và bây giờ thì em sẽ cắm dây các thứ vào, và dây AV, dây quang và dây nguồn thì em sẽ test cho các bác một bản âm thanh từ TV ạ. Vâng, thì em vẫn cách cắm thì em vẫn cắm vào đường quang số 1 này. Dây nguồn các bác lưu ý cắm cho em đúng điện 100V nhá. Và dây này là dây AV Ramni. Đấy, nó chỉ có cắm ba thứ này thôi ạ. Đấy. Và con này thì nó một con giải mã không cần đĩa mồi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ bật phím rec lên là để giải mã. Đây nhá. Đây, nút nguồn này. Khi mình tắt đi thì báo chế độ chờ này. Còn trên chiếc điều khiển zin của nó đây, nó có đầy đủ các phím này. Bật nguồn này, ra đĩa này, và tất cả các phím play, stop các thứ, có nghĩa là các bác chỉ cần đút đĩa, mỗi cái nút đĩa bằng tay thôi, là các bác phải đút bằng tay thôi, còn nó sử dụng trên trên khiển hết ạ.
bật nguồn, ấn nút rec ạ. Đấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách ghi đĩa và xóa đĩa nhé. Đây em hướng dẫn đút theo chiều mũi tên cho em này. Đấy. Đấy, ấn ghi và ấn rec và ấn play cho em là xong thôi. Rec. Vâng, các bác không ghi các bác ấn cho em nút top, xong các bác cho đĩa ra cho em ạ. Rất đơn giản thôi. Đấy, còn các bác nào mà không chạy đĩa MD ấn tin vách là giải mã thôi. Đấy, em sẽ đút lại để kiểm tra và em sẽ chạy lại cái bản nhạc từ TV xem nó thu phát nó có tốt không, nó có bị vấp hay kén không. Đấy, em sẽ bấm play. Đấy, phần thu phát là ok. Bây giờ em hướng dẫn các bác cách xóa luôn, xóa cái bài hát này ra khỏi đĩa để cho nó thành cái đĩa trắng để mình có thể, các bác có thể ghi những cái bản nhạc mà các bác yêu thích. Đấy. Bấm menu trên đầu cho em này, xong các bác xoay cái núm này. Đấy, xoay ra cái chữ onDesk vào cái núm này, đồng thời cũng là núm xoay lách bài hát các bác nhé. Nên nó có biểu tượng này, biểu tượng lách này. Ấn yết cho em hai lần. Xong khi nó hiện chữ bờ lên đĩa trắng, các bác cho đĩa ra cho em ạ. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy. Thế là xong, là ok. Và em sẽ test cho các bác một cái bản nhạc cũng nhạc không lời, nhưng em sẽ chạy từ đĩa. Đấy, đây là phím lách bài hát đây các bác này. Đấy. Thank you.
Đấy thì tất cả các chức năng em cũng đã test ok các bác nhé. Đấy thì con này em bán là 6 triệu 500 nghìn đồng, sẽ tặng cho các bác một đĩa MD, một dây quang, một dây AV. Còn máy của nó gồm có thùng xốp bên trong và sách khiển. Đấy, dây nguồn đi theo máy rồi. Và bên em bán ra sẽ bảo hành cho các bác 3 tháng, nối 1 đổi 1. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.